phương. Ở bên đó cái hồng leo môn nó màu hồng hồng nó cũng có nở mà nó xa quá, thấy không cả nhà? Còn đây là hoa sen trên cạn, nó cũng nở thường xuyên, mỗi ngày vài bông. Bên kia nó cũng có hoa sen trên cạn và cam cá hồi mà nó khuất quá mình quay không tới được. Và cây Juliet vẫn ra nụ. Đợt lá non này xong là sẽ lên nụ mới nè, nhú nhú buồn nụ hồng ao ly đi, đi hồng ao ly đi còn nụ vàng đẹp chưa. Hoa vẫn nở trong vườn đấy thôi, hoa lan màu tím, hoa hồng cũng màu tím. Nay hoa gì cũng màu tím của nhà ơi, tím buồn. Em ra nụ nè, em cái nhà lan nhà mình ra nụ liên tục đó, trong kia nụ nữa kìa. Mình có cái cây gimbal mà mình đi quay phim mình cứ quên nó hoài, mình không có đem theo, nó trong ba lô cả nhà. Mình đi mình xách cái điện thoại lên đây thôi, không có đem cái gimbal. Nó ra đọt non vậy là vài hôm nó ra nụ hoa nữa. Rồi cái đèn rô táo Mỹ của mình nay ra nụ nữa kìa, hai quả nụ mọc tù lù luôn, thấy không cả nhà? Chỉ có kiều với sơn với tiên không chịu ra bông cả nhà ơi. Rồi đèn rô nè, này là bà liễu hôm nay ra nụ mới nữa rồi, vô tàn hoa cũ là đã ra nụ hoa mới rồi. Susan cũng vậy, Susan mắt tóc cũng ra nụ mới. Còn đây là em nhạn, bây giờ thành phi điệp luôn rồi chứ không phải nhạn. Wow, nó thối lá rồi cả nhà ơi, nó bị cây đó đè lên nó thối lá. Còn mong cho nó đừng bị gì, nếu nó bị là do mình nè. Cái trụ gỗ này xong nó chạy qua, phải kẹp ngay đây lại, nó không chạy qua, nó không dập này, trụ gỗ mà cả vô đây dập. Cái này nay nó cũng thúi đọt hết mấy đọt, thúi đọt cái nhà ơi, cáo của mình thúi đọt. Anh vô chiếc này ra rễ dữ lắm rồi nè, anh đợi cắt để trồng xuống, mình nói thôi để dài hôm đi cắt về cho út nhanh trồng. Cái hồng này là cái hồng mà nó dễ trồng nhất luôn, cây nó khỏe kinh khủng luôn. Cây gì đi là mình phải cắt hết lá, hết cành non của nó, chưa có cái gốc không à, thì đi trồng nó mới tốt. Mà mình cắt cây vậy nhìn giống như đồ bỏ cả nhà, nên thôi mình không cắt, mình cũng không cho luôn. Rồi cây hồng của mình mấy ra bông rồi, hết hương với sợ. Nụ quá chừng luôn, hồng màu kem.
Cây lựu nay ra quá trời đột non mà không thấy bông ha, thiếu nắng, nó phải nắng trực tiếp cả ngày luôn cả nhà, đưa nó ra nắng sáng thì nó mới có bông, lên đột non tốt ghê không? Mà không có bông. Ở ngoài này mình có mấy cái bông hồng màu đỏ chứ không cả nhà, cổ sơn la đó. Ví dụ nữ ở ngoài rìa này cái đu đủ đó, mấy cái bông màu đỏ là cổ sơn la cái này thơm lắm. Nữ vàng đông đi chơi gió, ông trời có mưa ở Sài Gòn nhiều nhiều chút đi không, ngoài miền Bắc ông bớt mưa cho dân miền Bắc đỡ khổ chút, hôm nay lũ lụt quá rồi. Mắt tôi nghiệt quá. Mấy em này nè, mấy em này không ra bông nữa. Chậu phụ nữ hôm trước ra bông nhiều lắm, thiếu nắng không ra bông. Đây là cái dòng lan mà nó xuyên hoa cực kỳ, nó tàn hoa này, cái nó nở hoa mới cả nhà. Lụm lá bị úa đỏ đó, cái bộ dương sĩ mình tốt không cả nhà, tốt quá ha. Còn cái bơ này nè là hôm trước nè, nó mọc lên hai cây ha, nó cây bơ, cái hôm nay nó mọc lên cây bơ nó ba cây bơ. Còn đây là cây sầu riêng chứ không phải mít đâu, tại vì nó lên từ cái hột sầu riêng mình biết mà. Cái lá nó vậy thôi chứ nó không phải là mít, nhìn cứ tưởng mít ha. Sầu riêng nè, sầu riêng nó lên cái mầm vậy, cây bên đây cũng sầu riêng luôn chứ không phải cây mít. Mình trồng mình biết cái nào mít nào sầu riêng cả nhà. Còn này là cam masura cũng xuyên hoa lắm nhưng mà mưa quá cũng thối lá. Cái thầy lắm mới nhìn mấy cái đọt bơ đã không, bơ này đọt cũng đã mà bơ này mới mọc cũng đọt cũng đã đọt non. Còn đây là em sứ, sứ long thành như cái hoa hồng vậy đó, mấy em nở ra như hoa hồng đẹp biết sợ ha. Sứ xiên hoa lắm, nó nặng quá nó gục xuống vậy. Ôi, đèn nho nay nó dài chục thước, đèn nho nó phân nhánh nó dài chục thước. Cây hồng đào của mình nó vẫn ra hoa liên tục tại mình không có quay phim. Hôm nay không có quay phim, em có hồi nữa mà vẫn có hoa hoài thơm lắm. Em có hồi với hoa sen trên cạn thơm hơn, thơm hơn cái dòng mà tím đó, hồng màu tím không bằng. Mình chúc cả nhà luôn vui khỏe hạnh phúc bình an, bye bye cả nhà. Bye bye, see you again. Nhìn cái đọt lá non thích dễ sợ thích.